Cho mình xem nào. Ui, ui. Trời ơi, anh Long đem thùng về đây. Hả? Đem thùng về làm cái gì? Kìa, đem gối vào đây nữa chứ. Làm sao? Của con á. Ôi. Cái thùng này nhặt đâu ra vậy Ly? Ừ? Thùng này đi nhặt đâu ra đây. Thôi kìa, lôi gối lôi mền hết trong đây này. Thấy không? Ở của con hả? Trời ơi kìa. Đấy con đấy. Ôi, lôi về nằm ngủ thế á. Ừ. Trời ơi coi kìa. Nhật không? Ừ. Nhà tùm nhiều đồ chơi mà. Thôi kìa. Nằm ngủ thế này á, à? Nằm đây ngủ á. Ừ. Ngủ trong phòng á. Nằm cái phòng mới của con á hả? Coi kìa, coi kìa, coi kìa, coi kìa. Coi kìa. Làm gì thế? Ừ. Chứ không có sạch không, con lôi con ngủ thế. Ừ. Thôi chứ. Nghịch ngợm quá đi mất thôi, ra đây mẹ nào. Nào, trời ơi kìa, ra đây mẹ. Trời ơi, cái thùng này nó bẩn lắm con nha. Người ta đã vứt đi rồi, nhặt về làm gì. Ừ. Người ta vứt đi rồi mà. Thôi kìa, thôi kìa. Thôi. Thôi đem ra ngoài vứt cái mẹ đi. Cái này để con dành đi con nha. Đi bước lại nha con nha, đừng đem rác vào nhà nha con. Nghe không Ly? Nha. Con đem ra ngoài con bước cái mẹ đi. Rồi vô ăn trưa nào. Nào nào, không dùng thùng này nữa con. Thùng này người ta bẩn rồi con, nha. Nào, nó nghe mẹ thương nào. Nào, bước cái thùng này đi nha. Thùng này người ta đã bước rồi mà, nha. Bước đi rồi vô ăn trưa với mẹ nào. Đi con, đi bước đi. Nha, lấy ra bước ra cho mẹ chưa.
Ai không nhìn gì nữa thế? Ừ. Rồi, đi vô tắt cái gối bên này mời chúng con đi. Vào ra nào. Con này, đem cái hộp hồng của con đi. Cái hộp hồng của con đi, đang ăn cơm chưa nào? Nào nào nào, dậy nha. Rồi. Nào trước đó, thầy con này. Con hít nho đi, rồi làm chú cho con ăn nha. Chậm thôi. Ngon con. Ừ. Ừ. Ăn chuối á. Chưa chưa chưa. Ăn trái cây rồi ăn uống sữa sau nào. Thưa mẹ nào. Chưa chưa chưa, tí nữa nha. Lột chuối cho con luôn nha. Rồi. Đấy, của con đấy. Ăn xong rồi uống sữa, ăn xong đã. Đấy. Ăn xong rồi uống sữa sau nha. Ăn xong cái cây của con đã. Ăn xong trái cây rồi uống sữa. Buồn ngủ sao mặt mơ mơ thế? Ok. No quá đúng không? Uống buồn ngủ quá đúng không? Đây, uống hộp sữa đi ngủ nha. Hết chưa mày xem nè, còn ít này, hết bao hồng rác cho mẹ nha. Ừ, bao hồng sữa hồng rác cho mẹ đi con, đi đi. Điều hòa. Rồi. Rồi nằm xuống đây, không vào đây. Ôi.